Rồi, kính chào kính bà con. Kính chào tất cả quý bà con. Thì hôm nay công ty Store Việt Nam có dịp đến xã Mỹ Hòa của huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long để mà đến cái vườn bưởi mà đã có sử dụng sản phẩm của công ty Store Việt Nam. Thì đây tôi xin giới thiệu, đây là một chủ vườn mà đã sử dụng sản phẩm ure N46TE, ure màu xanh, hạt màu xanh của công ty Store Việt Nam. Thì kính chào anh. Thì hôm nay xin anh giới thiệu về tên của anh và anh đang ở khu vực nào của Bình Minh Vĩnh Long. Tôi thì tên là Nguyễn Văn Chiến, ở là xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long đó. Dạ. Thì được biết là anh vừa sang lại cái miếng vườn này, là trước đây là cây trồng cũng đa, cây bưởi nó cũng không được phát triển tốt lắm đúng không ạ? Đúng rồi. Thì sau thời gian đó anh thực hiện như thế nào để mà vườn bưởi nó chúng ta phát triển lại như vậy? Thì mới đầu thì mới sang thì này là cỏ, chứ mà cây thì nó chỉ là nó không có lá, nói chung là cây không đó. Thì dạ, như cũng phát cỏ rồi xong rồi đầu cắt nhánh. Yeah. Đôn nhánh rồi đầu mình giải phân, thì cũng mới đầu thì cũng giải hữu cơ rồi sau có giải Sito, mới có đợt trước nữa thì có giải là 20-20-15 mà bao tím đó. Yeah. Rồi sau rồi mới là giải 7 bữa là 46 cộng TE đó của Sito, bao 40 kg á. Cái là trước đó anh đã sử dụng là cải phục hồi bằng bón hữu cơ. Bón hữu cơ sau đó anh bón 20-15 bao 1 tím. Sau đó anh sử dụng cái thằng sản phẩm là ure hạt xanh 46TE. Dạ. Yeah. Thì anh thấy hiệu hiện cây trồng nó như thế nào anh? Thì đó anh dòm trên cây hai miếng vườn là nó khác nhau đó. Bên đây xanh thì bên kia nó không xanh bằng. Dạ. Yeah. Thì quý con cũng thấy là đây bên phía bên tay phải đây là có sử dụng sản phẩm của Sito 20-15 Basilis và sản phẩm ure N46TE. Còn bên tay trái đây á, là sản phẩm người ta sử dụng theo cái phương pháp và pháp khác và những sản phẩm khác của những công ty khác. Thì bên này cây trồng tán cái cây nó không được tốt và cái độ cuốn đọt nó cũng không bằng bên bên tay phải đây là có sử dụng sản phẩm của Sito. Thì không biết là ngoài miếng vườn này thì anh có sử dụng những miếng vườn khác của anh không ạ? Có chứ. Dạ. Còn 2-3 miếng và như thấy xài Sito thì nó cũng nói chung nó xanh á, thì nó không có xanh đậm nhưng mà nó xanh là cái lá nó bóng. Dạ, nó mướt, nó đậm lâu hơn. Đúng rồi. Dạ, đậm hơn. Dạ. Là anh đã sử dụng Sito bao lâu rồi anh? Thì lúc đầu á thì xài đa số là của Bình Điền không à. Dạ. Rồi sau thời gian thì thấy mấy người đó nói người ta xài tốt, mình cũng xài thử. Dạ. Thì xài thử đâu được lần hai lần, mình thấy mình giải chừng 10 bữa ra thấy dòm nó khác thì mình thấy tốt thì cũng có xài cũng 6-7 tháng nay rồi. Dạ. Thì đây là một cái vườn mà anh đã sử dụng trên vườn mình với sản phẩm công ty Sito. Cũng rất mong giới thiệu đến tất cả các bà con cũng đều sử dụng để đạt cái hiệu quả giống như anh bên đây. Xin chân trọng cảm ơn.